Vâng, xin chào anh em. Ở đây mình đang có một chiếc laptop gaming giá rẻ thực sự 16 triệu đồng. Vâng, từ 16 triệu đồng thôi cho hàng mới chính hãng tại Việt Nam. Và ở đây chính là chiếc laptop gaming giá rẻ nhất trên thị trường này. Đó chính là lý do vì sao mà gần đây thì chiếc Asus F570ZD này nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của anh em. Và điều bất kỳ ai đều băn khoăn khi mua một sản phẩm mới đó chính là sẽ có những câu hỏi trong đầu là liệu nó có tốt hay không, nó ngon hay không, nó có điều gì đáng chú ý hay không, nó có dễ hỏng hay không, hay là nó có nhược điểm gì hay không. Và mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó trong video ngày hôm nay nhé. Nhìn tổng quan những mẫu laptop gaming trẻ trời này thì giá rẻ nhất cũng sẽ từ 20 triệu đổ lên. Vậy Asus đã xoay sở như thế nào để có thể mang đến cho chúng ta một chiếc máy với mức giá chỉ từ 16 triệu đồng? Yếu tố đầu tiên đó chỉ là về cấu hình. F570ZD mang một cấu hình hoàn toàn mới và lạ. Các đồ họa thuộc dòng chơi game là GTX 1050 4GB, nhưng lại đi kèm với CPU tiết kiệm điện của AMD là Ryzen 5 2500U, chứ không phải là dòng chip hiệu năng cao như là Core i5 8300H hay là Core i7 8750H thông thường. Rõ ràng thì khi mới nhìn vào cấu hình này thì ạm sẽ cảm thấy rất là khập khiễng. Chip yếu mà lại đi với cặp mạnh, chơi game thế nào được, khó hiểu. Vậy để dễ hiểu hơn thì các bạn hãy xem lại những cái video mà mình mới làm trước đây. Mình đã phân tích rất kỹ về hiệu năng gaming của chiếc máy này rồi. Nhìn chung trải nghiệm chơi game là rất là ổn định với mức cấu hình low setting. Thỉnh thoảng lắm thì CPU nó mới phải loát lên đến là 100% thôi. Còn phần lớn thời gian thì anh em sẽ chơi rất là mượt đấy. Còn xét về hiệu năng đồ họa, anh em vẫn thể edit video Full HD khá ổn. Bởi vì CPU Ryzen 5 2500U thực chất cũng không phải là quá yếu, 4x8 luôn rồi còn gì nữa. Nhưng mà anh em nên nhớ, đây là cấu hình tối ưu cho gaming nhá. Có một điều anh em hết sức lưu ý cho mình nhá, đó chính là bản 16 triệu đồng ấy, nó sẽ chỉ được trang bị sẵn 4GB RAM thôi và không có SSD đâu. Mà với 4GB RAM thì anh em sẽ không thể chơi được những cái tựa game khủng đâu. Vì vậy thì khi mua, anh em hãy nâng cấp luôn lên cho mình thành 8GB RAM nhá. Mà mình khuyên là anh em cũng luôn nâng cấp luôn SSD, bởi vì khả năng nâng cấp của chiếc máy này cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Bộ vỏ thiết kế khá kỳ quặc. Khi tháo tất cả những con ốc vít này ra thì anh em sẽ nhận ra là cái phần mặt đáy ở dưới đây này nó sẽ đi liền với cái phần khung màn hình. Và tháo ốc vít ra thì anh em sẽ mở được cái phần khung bàn phím này ra đầu tiên. Và sau khi tháo được cái khung bàn phím này ra rồi này thì anh em lại phải tháo toàn bộ mainboard ra để có thể tiếp cận được với RAM và SSD. Và chúng ta có hai khe RAM, một khe HDD 2.5 inch và một khe SSD M.2 NVMe. Sau khi nâng cấp cả RAM và SSD thì mức giá nó sẽ dao động khoảng từ 17 triệu rưỡi cho đến 18 triệu tùy vào anh em mua lại SSD gì. Mình thấy vẫn là rất là rẻ đối với một chiếc laptop phía mình. Ok, như vậy là cấu hình là yếu tố đầu tiên giúp cho chiếc F570ZD này có mức giá dễ tiếp cận với người dùng hơn. Và từ cấu hình nó lại dẫn ra nhiều cái lắm anh em ạ. Ví dụ ở đây, điển hình nhá, đó chính là hệ thống tản nhiệt. Do máy sử dụng chip tiết kiệm điện thế nên chỉ cần một quạt thôi, máy vẫn có thể tản nhiệt một cách vô tư. Không cần quạt 12V, không cần nhiều ống đồng heat pipe làm gì cả. Chơi game làm đồ họa nhiệt độ cũng chỉ khoảng là trên 70 độ C thôi. Trong khi tiếng ồn quạt gió phát ra thì lại rất là yên tĩnh. Hay là thiết kế vỏ máy thì không cần quá nhiều khe gió, cũng như là không cần cầu kỳ hệ thống tản nhiệt aerodynamic này kia. Nó giúp giá thành tổng thể của chiếc máy giảm đi rất là nhiều. Và đó chính là những cái yếu tố về bên trong. Bây giờ mình sẽ nói về những thứ ở bên ngoài. Thiết kế của F570 khá đơn giản. Nó thiên về laptop văn phòng hơn là về gaming. Toàn bộ máy được làm bằng nhựa, họa tiết bằng những cái đường vân phay xước và logo Asus mạ xanh sáng bóng ở chính giữa. Về chất lượng build, tất nhiên là với mức giá 17 triệu rưỡi, chúng ta không thể đòi hỏi build phải bằng kim loại hay là thiết kế sắc sảo này kia. Với chiếc F570 này, mình thấy tổng thể build là khá ổn. Dù vẫn còn flex ở khung bàn phím nhưng mà ở mức chấp nhận được. Bản lề đưa vào chính giữa chứ không phải là kiểu bản lề hai bên, thế nên độ chắc chắn nó cũng sẽ cao hơn một chút. Không có điều gì để lo lắng về bản lề cả. Về bàn phím, nói chung mà nó sẽ không cho một cảm giác gõ sướng đâu. Hành trình phím hơi nông và khung thì cũng bị flex nhẹ nữa. Nhưng mà nó vẫn rất là ổn để sử dụng. Touchpad thì làm khá tốt, bề mặt phủ kính thì lensy khá là mượt mà. Mình có một cảm giác là khả năng tracking của nó không được tốt lắm so với những phiên bản cao cấp hơn của Asus, nhưng mà nó vẫn rất là tốt so với những đối thủ trẻ trời này. Và phía bên góc phải thì chúng ta vẫn có cảm biến vân tay một chạm, cảm biến rất nhanh và nhạy, đúng như cách làm của Asus. Dù những mức giá khá là rẻ thôi nhưng mà hãng vẫn đưa đến cho người dùng rất là nhiều những công nghệ. Chất lượng hiển thị ở màn hình ở mức trung bình, dĩ nhiên rồi, ngay cả những mẫu laptop gaming trên 20 triệu đồng thì chất lượng hiển thị ở phân khúc này cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Độ bao phủ màu cũng chỉ khoảng là trên 60% sRGB. Độ sáng rất thấp và khoảng là trên 180 nits. Thì với độ sáng này, anh em chỉ có thể sử dụng trong nhà thôi, ra ngoài trời là sẽ khó nhìn ngay. Nhưng mà được cái là dù mức giá của máy rất là rẻ nhưng mà Asus vẫn trang bị chúng ta tấm nền IPS chứ không phải là tấm nền TN giống như tầm 2-3 năm về trước ấy.
Một số mẫu laptop gaming khoảng tầm 17-18 triệu chỉ được trang bị tấm nền TN, hoặc trên 20 triệu cũng chỉ được trang bị tấm nền TN. Nhưng mà may mắn chiếc máy này có tấm nền IPS, thế nên nhìn vẫn rất là dễ chịu. Loa tiếng hơi bé, đủ để nghe nhạc trong những không gian yên tĩnh. Còn nếu mà anh em chơi game ấy, thì kiểu gì cũng sẽ phải đeo tai nghe, bởi vì rất khó để có thể nghe tiếng bước chân của đối thủ với chất lượng âm thanh như này. Tổng kết lại, Asus M570ZD là một sản phẩm hoàn toàn ổn để sử dụng. Nó không có nhược điểm gì quá lớn cả, nhưng mà ngược lại, nó cũng không có điểm nhấn gì quá nổi bật so với các sản phẩm trễ trời này. Thậm chí thiết kế của nó còn hơi lạc hậu ở năm 2019. Tuy nhiên, chiếc máy này đã chứng minh được một điều rằng với 16 triệu đồng, chính xác là 17 triệu rưỡi, Asus hoàn toàn có thể mang đến cho người dùng một chiếc máy có trải nghiệm gaming hoàn toàn ổn. Và mình nghĩ rằng chỉ một vài tháng thôi, rất là nhiều hãng cũng sẽ tung ra những cái sản phẩm để có thể cạnh tranh được với chiếc Asus M570ZD này. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Và nếu anh em thấy video này hữu ích thì đừng quên like video cũng như là subscribe và bấm chuông channel để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo chúng mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.